Collagen là một loại protein cần thiết cho sức khỏe và chức năng của các mô liên kết trong cơ thể bạn. Các mô này liên kết các bộ phận cơ thể khác nhau như da, xương và các cơ quan còn lại để tạo thành hình dạng cơ thể. Có khoảng 28 loại collagen khác nhau trong cơ thể con người, nhưng 4 loại được coi là phổ biến nhất, gồm collagen loại 1 giúp hình thành các sợi và được tìm thấy trong các mô liên kết liên quan đến xương, dây chằng, gân và da. Collagen loại 2 giúp hình thành các sợi lỏng lẻo hơn loại 1 và được tìm thấy chủ yếu trong sụn. Collagen loại 3 hình thành các sợi mỏng hơn loại 1 và góp phần tạo nên tổ chức tế bào trong các cơ quan. Collagen loại 4 chủ yếu tìm thấy trong các lớp da. Cơ thể chúng ta tạo ra collagen bằng cách phân hủy protein mà chúng ta ăn thành axit amin. Bạn có thể bổ sung collagen thông qua những thực phẩm cũng như thực phẩm chức năng. Tại sao cần collagen? Khi chúng ta già đi, việc duy trì mức độ collagen trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt đúng với những phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh. Cơ thể cần hấp thụ đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết để tạo collagen. Việc ăn thực phẩm giàu collagen có thể giúp cơ thể khắc phục phần nào vấn đề hấp thụ này. Kết quả là cơ thể bạn có thể khỏe mạnh hơn ngay cả khi bạn già đi, theo Healthline. Một số lợi ích sức khỏe chính của collagen bao gồm: tốt cho da. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ các chất bổ sung collagen giúp cải thiện độ đàn hồi của da ở phụ nữ từ 35 tuổi trở lên. Sức khỏe của xương. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung collagen peptide có thể làm tăng mật độ xương ở những phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh. Tăng cường cơ. Đối với những người lớn tuổi bị thoái hóa cơ bắp, collagen có thể giúp tăng cường cơ bắp. Một số nghiên cứu trên 72 nam giới cho thấy chế độ tập thể dục kết hợp với chất bổ sung collagen tạo ra cải thiện lớn hơn so với việc tập luyện thể dục đơn thuần. Những thực phẩm giàu collagen. Thực phẩm giàu collagen từ động vật bao gồm thịt gà, cá hoặc bò. Ba loại thực phẩm sau đây chứa hàm lượng collagen cao. Nước hầm xương. Theo WebMD, mặc dù nghiên cứu gần đây cho thấy nước hầm xương có thể không phải là nguồn cung cấp collagen đáng tin cậy, nhưng lựa chọn này cho đến nay vẫn được truyền miệng phổ biến nhất. Nước hầm xương được làm bằng cách ninh xương động vật và mô liên kết trong một thời gian dài. Quá trình này giúp chiết xuất collagen từ xương và da. Các loài động vật phổ biến được sử dụng để làm nước hầm xương bao gồm gà, bò, gà tây và hươu, thịt nai. Vì nước hầm xương được làm từ xương và mô liên kết nên nó chứa canxi, magie, photpho, collagen, glucosamine, chondroitin, axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, mỗi loại nước hầm xương đều khác nhau do chất lượng của xương được sử dụng cùng với các nguyên liệu khác. Cá còn da. Cá là một nguồn collagen tuyệt vời từ thực phẩm, miễn là bạn để nguyên da, bởi vì phần lớn collagen trong cá được lưu trữ ở da. Các lợi ích khác của cá bao gồm axit béo omega 3 và vitamin D. Thịt gà. Có một số lý do tại sao nhiều chất bổ sung collagen có nguồn gốc từ thịt gà, món thịt trắng yêu thích của mọi người chứa nhiều chất này. Nếu bạn từng cắt cả một con gà, có lẽ bạn nhận thấy thịt da cầm chứa nhiều mô liên kết. Những mô này làm cho thịt gà trở thành một nguồn collagen dồi dào trong chế độ ăn uống. Một số nghiên cứu đã sử dụng cổ và sụn gà như một nguồn cung cấp collagen để điều trị viêm khớp. Đặc biệt, chân gà, mặc dù không phải thực phẩm phổ biến ở một số nơi trên thế giới, nhưng lại là một nguồn cung cấp collagen dồi dào. Với những người ăn chay, hãy cân nhắc ăn thực phẩm giàu vitamin C. Ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này sẽ khuyến khích cơ thể tạo ra collagen và giúp bạn khỏe mạnh. Các thực phẩm giàu vitamin C bao gồm các loại trái cây như đu đủ hoặc cam quýt và các loại rau như rau lá xanh, súp lơ.